Rồi, xin chào anh em á. Hôm nay anh Lý giùm ông bạn số máy, số sát máy anh em ơi. À, này là sát máy. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, 9, 10, 11, 12 cái. Xác máy, chính xác là 13 cây. Mà có một cây giống vậy á, mình đã bán rồi. Đó. Thì ảnh yêu cầu là đây bán đống này 1,2 triệu. Rồi mình có xài một cây rồi mình lấy phụ tùng rồi. Thì mình thanh lý lại cái đống, bán cái đống này cho ảnh là 1 triệu ha. Thì coi như cái cây kia mình lấy là 200, có nghĩa là giá cây này là cái đó nó cũng xấu rồi thôi, lấy phụ tùng. Đó, như đây 1 triệu anh em về lấy motor ha, là có cây thì có dấu ít là thế nè, có hư nè, có số cây test là, như mấy cây này thì mình cũng không có test làm gì đó, để anh em lấy phụ tùng thôi. Đó. Này chưa. Này. Này cái thùng còn một lượng không? Cái thùng ông gửi lâu lắm rồi nè, để đây bụi không anh. Mấy cái cây này thì mình đâu có mua bao giờ đâu, mấy cái dòng này, nên là anh gửi về cho mình đang bán dùm vậy thôi nha, không có ăn like ăn gì trong này. Tính mình đây thích gửi bán thì bán dùm, cứ cho giá là mình bán thôi. Và có mua đồ quen biết rồi đấy, chứ còn bình thường mình không có nhận, anh em nhận như không có bán được, mất công anh em gửi lên gửi xuống. Anh em nào thích chế cháo hay là nghiên cứu sửa chữa gì á, lấy motor hay là gì đó, anh em lấy giá là 1 triệu anh em, nguyên thùng này nè. Wow, cũng gửi sao mình đáng vậy thôi. Xác máy à.